kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Tân Hưng đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiền Giang đề xuất trung ương cấp gần 2.000 tỷ đồng khắc phục sạt lở. Tin thế giới, EU đề xuất hàng sử dụng đối với hộ chiếu vaccine. Thưa quý vị, trước nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng, quyền Tân Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch. Theo đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với nội dung hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, hệ thống truyền thanh từ quyền đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong việc truyền tải nhanh chóng đầy đủ kịp thời các thông tin về tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của trung ương của tỉnh quyền về công tác phòng chống dịch qua đó giúp người dân nắm bắt thông tin nâng cao ý thức tự giác không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bên cạnh đó hình thức tuyên truyền trực quan cổ động cũng được quan tâm chú trọng nhiều băng tròn pano áp phích tuyên truyền với khẩu hiệu phòng chống dịch covid 19 cũng được treo ở những nơi tập trung đông dân cư trên các trục đường chính ở các xã thị trấn thực hiện tốt việc tuyên truyền thông qua các chi tổ hội đoàn thể ở ấp khu phố Song song đó, các địa phương cũng khởi động lại các tổ covid cộng đồng, các tổ tuần tra lưu động cũng tăng cường hoạt động. thì Hiện nay tình hình dịch bệnh thì đang trở lại diễn biến rất là phức tạp. Thì chị hội phụ nữ cũng là, là thông qua cái kênh là tuyên truyền trên Zalo rồi trên như tổ nhóm để cho chị em là hiểu biết và nhận thức được cái tình hình dịch bệnh. Thông qua công tác tuyên truyền đã có phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, giúp mọi người nâng cao ý thức tự giác chủ động phòng chống nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe của bản thân cộng đồng tiến tới chung sống an toàn với dịch COVID-19. Tại tỉnh Trà Vinh, trong 4 ngày từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 11, tỉnh này đã tổ chức tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn bộ người dân cư trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Người được tiêm không bị mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng. Đợt này, ngành y tế tỉnh tổ chức tiêm vaccine tại 6 quyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang. Trường hợp người dân ở 3 địa phương còn lại là quyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh. Nếu chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 mỗi một, có thể đến một trong 6 địa phương trên để được tiêm phòng. Tình hình dịch COVID-19 ở Trà Vinh đang diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục tăng. Từ ngày 20 tháng 11 đến nay, số ca mắc COVID-19 trong ngày của tỉnh đều trên 200 ca. Tính đến, đến tối 25 tháng 11, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 6.703 ca dương tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân huyện Bến Lức. Trước tình hình trên, ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tiệm tạp hóa của gia đình bà Trần Thị Hên, xã Lương Bình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Có thời điểm phải tạm đóng cửa theo quy định để phòng dịch nên mất nguồn thu. Mới đây, bà Hên được dai 50 triệu đồng vốn tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội Bến Lức. Nhờ đó, gia đình bà có điều kiện sửa sang lại cửa tiệm, tiếp tục đầu tư thêm hàng hóa để buôn bán trở lại sau dịch. Thì có số vốn này vô chưa thu nhập vô thêm chưa cô buôn bán rồi kia chứ lớn tuổi đâu có làm gì ra tiền rồi cho nên làm vậy rồi bán bán buôn rồi có đồng vốn để cứ mỗi tháng là đóng lãi cho ngân hàng vậy đó tính đến giữa tháng 11 năm 2021 tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đạt trên 275 tỷ đồng trong đó nguồn vốn giải quyết việc làm chiếm 40 tỷ đồng kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho 950 hộ gia đình bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 có điều kiện sớm khôi phục tái đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Thông tin từ Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 12 tới đây sẽ diễn ra Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2021 với chủ đề Điểm đến an toàn, hành trình sống động. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội du lịch trên nền tảng trực tuyến để thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 và góp phần kích cầu du lịch trong giai đoạn khôi phục lại các hoạt động du lịch. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2021 diễn ra trực tuyến trên nhiều kênh gồm website Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh, sàn thương mại điện tử Shopee và Traveloka. Không gian hội chợ được tổ chức trên nền tảng trực tuyến ứng dụng 2D và 3D có quy mô 100 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh và trong nước cùng ngành du lịch nhiều tỉnh thành. Ngày hội sẽ giới thiệu đến du khách những điểm đến mới, các sản phẩm du lịch đặc trưng, ứng dụng công nghệ mới trong ngành du lịch. Trong thời gian diễn ra ngày hội, cũng diễn ra các hoạt động của tháng khuyến mãi tập trung năm 2021. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện được tổ chức thường niên, năm nay là lần thứ 17 và là lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến. Năm 2020, gần 200 doanh nghiệp và 59 tỉnh thành phố trên cả nước đã tham dự sự kiện này. Chuyển sang một số thông tin khác, Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức lớp tập quấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 tại huyện Tân Thạnh với sự tham dự của các cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã có tổ hợp tác, tổ liên kết và thành viên ban quản lý của tổ. Các học viên được giảng viên trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam trao đổi chia sẻ chuyên đề lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và kỹ năng quản trị tài chính của hợp tác xã. Đây là những kiến thức kỹ năng rất cần thiết, không chỉ cho các cá nhân trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, mà còn quan trọng trong việc quản lý và định hướng sự phát triển của các tổ hợp tác, tổ liên kết trong thời gian tới. Lớp tập quấn nằm trong khuôn khổ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ và toàn xã hội về phong trào phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo môi trường cho phụ nữ dùng sâu, khó khăn, phụ nữ nghèo, mạnh dạng tham gia khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân gia đình, đồng thời góp phần quan trọng vào việc quản lý và định hướng sự phát triển của các tổ hợp tác, tổ liên kết tại địa phương trong thời gian tới. Tại quyền Chính Hưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền chưa phối hợp với ni sư Tuệ Liên, giảng viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để trao tặng xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quyền. Mỗi học sinh được tặng một xe đạp kèm theo phần quà là tiền mặt với tổng giá trị 16 triệu đồng. Đây không chỉ là món quà chứa đựng tình cảm, sự yêu thương mà còn là nguồn động viên thiết thực của hội đi khiệp phụ nữ huyện và các mạnh thường quân giúp các em học sinh khó khăn có phương tiện đến trường, từ đó nỗ lực hơn nữa trong học tập để đạt thành tích cao trong năm học mới. Từ khi dừng hoạt động đến nay đã gần 3 năm, nhân công ty cổ phần mía đường Ninh có trụ sở tại huyện Bến Lức vẫn còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động theo danh sách chủ nợ của công ty cổ phần Niên do công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản diệt lập thì có 217 người lao động Việt Nam yêu cầu thanh toán tiền lương trợ cấp thôi việc với tổng số tiền trên 13,5 tỷ đồng và số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là gần 5,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cũng nhận được văn bản của công ty cổ phần Nin đề nghị thanh toán tiền lương đối với 34 người lao động Ấn Độ với tổng số tiền yêu cầu là hơn 669.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, công ty cổ phần Nin không cung cấp hợp đồng lao động bản lương đối với số lao động Ấn Độ này. Để sớm giải quyết cho người lao động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An sẽ tiếp tục đôn đốc các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời đề nghị công ty cổ phần niên tích cực phối hợp cung cấp đầy đủ kịp thời các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của tòa án nhân dân tỉnh long an đối với số người lao động bị nợ lương làm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo dựa trên quy định của pháp luật việt nam những năm gần đây trên địa bàn huyện Tân Hưng, nhiều thanh niên đã mạnh dạng khởi nghiệp với sự hỗ trợ tích cực từ đoàn thanh niên các ấp. Sự ra đời của mô hình dường cây sinh kế tại xã Hưng Điền, đang được xem là nơi tạo cơ hội cho thanh niên muốn thử sức trên chính mảnh giường của gia đình. Mô hình giường cây sinh kế được triển khai năm 2021, bước đầu quyện đoàn liên kết anh Võ Hoàng Anh là một cụ dân trồng dừa tại địa phương để ươm 500 cây dừa giống. Sau đó tổ chức trao cây giống và hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ cho đoàn viên thanh niên có nhu cầu phát triển sản xuất, góp phần tạo thu nhập ổn định cho đoàn viên thanh niên. Thì ở đây bản thân đã ươm dừa giống mà cung cấp cho thị trường. Thấy ở đây bà con mình cũng rất là hào hứng mà mua giống của uh, sản phẩm của cái mình ở đây. Mình tại đây thì người ta sẽ lựa cây, người ta lựa uh, cây nào người ta thấy trái đạt, trái sai, trái nó ít có sâu bệnh, thì người ta nhận cái, cái giống của mình về đặng mình ta mua người từ giờ ta trồng. Từ vườn cây sinh kế này, anh Trần Văn Sơn, xã Hương Điền đã được hỗ trợ 100 cây dừa, qua đó giúp anh chuyển đổi 6.000 mét vuông đất ương nuôi cá tra giống không hiệu quả sang trồng cây ăn trái được đoàn thanh niên ở xã giới thiệu cái vườn cây sinh kế ở Ba Gò đó, hỗ trợ cho tôi được 100 cây dừa để tôi làm giống tôi lên clip trồng thì thấy cây nó cũng phát triển tốt đó. Nói chung thì tôi cũng cố gắng mà mình chăm sóc cho nó kỹ để mà cho cây nó phát triển hiệu quả để mà nó tạo cho mình cái nguồn kinh tế gia đình sau này nó ổn định hơn các thanh niên được hỗ trợ từ mô hình giường cây sinh kế có thể tham gia tổ hợp tác trồng dừa của anh Quảng Anh để cùng liên kết sản xuất, cung cấp cây dừa giống và dừa thương phẩm cho thị trường. Thưa quý vị, trước tình trạng sạt lở bờ kênh, bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng nghiêm trọng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang đề nghị Trung ương bổ sung nguồn vốn ngân sách khoảng 1.950 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu có bảy dự án xử lý sạt lở quy mô lớn đang cần tỉnh khẩn cấp triển khai, trong đó có một số dự án như xử lý sạt lở bờ kênh 28 tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, xử lý sạt lở bờ sông Tiền, khu vực Cù Lao Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cái Lậy, xử lý sạt lở bờ Bắc, rạch Bảo Định, thành phố Mỹ Tho, xử lý sạt lở sông Tiền tại cù lao Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 59 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 3.770 m. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các địa phương xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở trầm trọng, đồng thời tuyên truyền vận động người dân chủ động bảo vệ tài sản tính mạng của mình trước diễn biến phức tạp của sạt lở. Liên minh châu Âu đang thúc đẩy các thành viên trong khối giải quyết những khác biệt về quy tắc đi lại sau khi một số nước thông báo khác nhau về hiệu lực tiêm chủng và mỗi tiêm tăng cường. Cụ thể, Quỹ ban châu Âu đề xuất việc tiêm chủng COVID-19 sẽ có hiệu lực trong 9 tháng khi du lịch trong khối. Động thái này cho thấy sự cần thiết của mỗi tiêm thứ ba sau 9 tháng, khi nhiều bằng chứng cho thấy khả năng miễn dịch của vaccine suy giảm theo thời gian. Quỹ ban châu Âu cũng khuyến nghị các nước thành viên tiếp tục chào đón tất cả du khách đã tiêm vaccine mà Liên minh châu Âu phê duyệt, đồng thời kêu gọi các nước mở cửa trở lại từ ngày 10 tháng Giêng năm 2022 cho người tiêm vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành giáo dục quốc tế của Australia. Australia cho biết đa dạng hóa nguồn sinh viên quốc tế tại các trường đại học sẽ là trọng tâm chính trong chiến lược giáo dục mới của nước này trong 10 năm tới, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục công lập. Theo Bộ Giáo dục Australia, chiến lược giáo dục mới của Canberra, trong đó có xây dựng và ban hành chỉ số đa dạng hóa, sẽ hướng tới việc nâng cao sự đa dạng của sinh viên quốc tế tại các trường đại học công lập. Bên cạnh đó, chính phủ Australia còn kêu gọi các trường đại học khai thác các thị trường nước ngoài mới bằng cách cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng cao hoặc kết hợp những nghiên cứu trực tuyến và Với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp giải trí, giờ đây, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu tham gia để chuyển đổi nền văn hóa đại chúng mạnh mẽ của đất nước thành sức mạnh mềm thực sự. Sức mạnh mềm là khả năng tạo sức hấp dẫn, thu hút và góp phần nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của quốc gia Hiện nay tại Trung Quốc có ngành kinh doanh bùng nổ đó là dạy và học tiếng Hàn. Học viện ngôn ngữ này được chính phủ Hàn Quốc thành lập vào năm 2007. Một lý do chính thu hút mọi người học tiếng Hàn là vì chính sách xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc chủ yếu đến từ làn sóng K-pop và phim Hàn đang chiếm lĩnh thị trường giải trí trên thế giới. Những bộ phim bạn xem, những bài hát bạn nghe luôn có một thông điệp liên quan đến cuộc sống. Đây là những gì xảy ra trong cuộc sống thực vì vậy mọi người quan tâm và thích văn hóa Hàn Quốc. Trong quý 1 năm 2021, 4 tập đoàn giải trí hàng đầu xứ Kim Chi đã lần lượt báo cáo mức doanh thu khủng. Trong đó, Hippe có doanh thu lên đến 158 triệu đô la Mỹ, SM 137 triệu đô la Mỹ, IG 86,1 triệu đô la Mỹ và GIP 28,7 triệu đô la Mỹ. Với sức hút từ âm nhạc, phim ảnh, ẩm thực và thần tượng đã kéo theo sự phát triển trong các lĩnh vực du lịch để mạnh xuất khẩu các mặt hàng điện tử, thực phẩm của Hàn Quốc. Những giá trị xã hội của Hàn Quốc luôn được quảng bá gián tiếp tới khán giả. Chính điều này đã mang đến cho đất nước họ có cơ hội để thể hiện hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Vừa rồi là bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.